Nam mô ta sa pha ga va tô a ra tô sam ma sam bun ta sa. Khi chúng ta làm gì, thường cái đau của mình nó thay đổi vô tình. Khi thì chúng ta suy, chúng ta tinh tấn, coi chúng ta ngồi tất ngày cái đêm chúng ta không biết mình. Thậm chí có khi chúng ta cũng nghỉ một ngày, nghỉ hai ngày, không làm việc gì hết, bỏ không ăn đi lại để làm gì. Nhưng mà cũng có những lúc công việc là thuận lợi hết, để mình ngồi thiền, tạo điều kiện cho mình ngồi thiền, nhưng mà mình không muốn ngồi, coi như thà làm cái gì đó mình làm cái mình không muốn làm gì cả. Cái tâm mình có khi lại lưu xuống, mình ngồi 5 phút, 10 phút không được. Đó là do nhất là cái tâm mình nó biến đổi vô thường, thường xuyên thay đổi. Cái thứ hai là mình không khéo tu tập bảy giác chi, cho nên trong cái vấn đề này thì chúng ta cần phải biết thức giác chi là cái gì, cần làm như thế nào để chúng ta tăng trưởng cái thức giác chi. Chứ nếu như chúng ta không biết thì mình sẽ không có được sự khéo léo khi mà mình ứng dụng trong cái công việc mà mình hành thiền. Cho nên rất dễ những cái việc chúng ta hành thiền dựa theo cảm hứng, có người thích thì ngồi, có không thích thì ngồi. Chắc chắn là mỗi người chúng ta đều trải qua cái giai đoạn này. Bởi vì thế các chánh đạo thì chánh trí điện động, thức giác chi thì cần các cái chi điện động. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả mọi cái sự nỗ lực của mình đều phải căn cứ trên trí tuệ, vì tất cả các con đường đi chỉ khi nào mà nó đúng hướng thì nó dẫn đến cái con đường giải thoát, dẫn đến cái mục đích rốt ráo. Ví dụ như mình muốn đi từ đây ra Hà Nội, từ Sài Gòn ra Hà Nội, mình phải biết Hà Nội đâu, mình phải biết con đường nào để đi đến từ Hà Nội, mình phải biết là trên con đường đó có bao nhiêu trải nghiệm chứ, rồi có những khó khăn nào mình phải đối mặt, rồi làm sao để mình chuẩn bị cái hành trang để mình đi được đến đó, rồi sau đó biết được hết những cái đó mình mới bắt đầu nỗ lực để mình đi ra Hà Nội. Cũng vậy, khi mà mình tu tập đến con đường giải thoát, mình phải biết cái con đường nào đưa đến sự giải thoát thì sự nỗ lực của mình nó mới đi được. Chứ còn chứ như ví dụ này, mình không biết Hà Nội nằm đâu, không biết con đường nào ra cái đó, rồi không biết chỗ ăn chỗ nghỉ, rồi không biết chỗ nào di chuyển chỗ nào an toàn, là chắc chắn mình phải đi làm được. Phải là một người may mắn như thế nào đó, không thể nào mà không đi làm. Vậy trong con đường tu tập, khi mình tu tập thức giác chi mà mình thiếu đi cái thức giác chi dẫn đầu thì tất cả mọi nỗ lực của mình nó đều bị không. Thành ra có nhiều người bỏ cả đời đúng không, nhưng mà cuối đời nó phát hiện đi rồi, đi sai đường, đi lạc đường. Ủa, và nhớ Đức Phật luôn căn dặn, khi mà chúng ta đi sai hướng thì chúng ta càng nỗ lực càng xa lìa của mình giải thoát. Cho nên bữa rồi thì sư đã dành cho quý vị 2 buổi để nói về các pháp giác chi, để biết được cái gì nên làm và cái gì không nên làm, và trong những cái nên làm đó cái gì nên làm như thế nào. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đến cái giác chi thứ hai, đó là tinh tấn giác chi. Bởi vì khi ta nhìn thấy con đường rồi nhưng mà chúng ta không có được cái sự nỗ lực để chúng ta đi đến đó thì chúng ta sẽ không nhận được. Cũng giống như bây giờ mình biết đường đi ra Hà Nội, mình biết rành rẽ con đường nào ra đó, bao nhiêu trạm dừng chân, bao nhiêu chỗ ăn, bao nhiêu chỗ ở, chỗ nào an toàn, chỗ nào nguy hiểm, biết hết, biết trong lòng ta cũng như nói tới lần trẻ ta ra đâu hết. Nhưng mà anh không chịu đi thì không có nhận được.
mình bắt buộc phải có sự hỗ trợ của tinh tấn thiết chi. Cho nên nhóm tinh tấn và chánh pháp đó là một cách đi chung với nhau, thì nó đưa mình đến từ con đường giải thoát. Và như vậy là thế nào để mình phát triển được cái sự tinh tấn? Bởi vì khi là siêng năng nó siêng thì ai cũng nói rất là dễ, nhưng mà làm sao để nó siêng? Thế nhiều lúc vậy tôi biết có thể tôi làm biết cũng mọi tiền bây giờ kêu xin như vậy, làm sao kêu xin mới là vấn đề. Thì chúng ta có 11 cái phương pháp để tăng trưởng cái tinh tấn thiết chi. Thứ nhất là mình nghĩ về cái sự khủng khiếp của những cái phía xa đó. Bởi vì khi mình nghĩ về nó tự nhiên là mình có được sự nổi tinh tấn suy giải sự. Bây giờ mình ngồi thiền mình cảm thấy mình đau chứ tao hóa gì mà thì bị cái mắt để suy nghĩ như cái khổ gì một gấp trăm ngàn lần cao trên như vậy. Bây giờ mình chịu không nổi, cái lúc mình cận tử cơ thể nó đau đớn nó hoàn hoại, mình chịu không nổi mình vẫn phải chịu. Lúc đó là đặt như cái thế là không chịu cũng phải chịu, mình không chạy đâu. Và bây giờ mình không có được tự chủ trước cơn đau đó thì bây giờ mình tự tử. Khi mà phổi không làm việc, tim không làm việc, cơ bắp không làm việc, nó ngứa, nó đau, nó đủ thứ đó, mà mình không gãi được, không làm gì để cho xoa nhiễm được thì phải làm sao? Bây giờ khi gì mọi thì là quý đang tập chế ngự cơn đau để vào cái tự tử mình có được sự tự chủ và hiện diện. Nó giống như là một dạng thuốc tê là sao? Có nghĩa là nó làm cho mình có thể không có cảm giác mất đi cảm giác, không có quan tâm. Ví dụ như khi mình chích tê thì người ta có mổ có xẻ gì ở trên bộ phận cơ thể của mình sẽ không hiểu, thì cũng vậy khi mà quý vị định được trên cái điều kiện cho dù cơ thể của quý vị nó đau đớn như thế nào thì cái gì cũng phải bỏ qua được, mình không tự nhiên đâu. Nên cái đề thiền thì chỉ đó là một cái đề có thể giúp cho mình vượt qua những cơn đau bị xa. Rồi cái điều có một lần có một vị bị thương, vị đó đang hành thiền trời nóng quá, vừa nắng vừa bị nóng, thì nó nghĩ cái nóng ở cái địa ngục gấp trăm gấp ngàn lần thế này, mà bây giờ cái này chịu không được thì đi mai mốt mình xuống dưới làm sao mình chịu. Mà bây giờ nó nóng nó nắng mình còn kiếm chỗ mình tránh được, nhưng mà mai mốt xuống địa ngục muốn tránh không được. Lúc đó mình không được phép tránh, phải chịu, phải cắn ra chịu. Cho nên nhờ nghĩ như vậy mà vì nó có được cái sự tinh tấn. Bởi vì sao? Bởi vì vì đã biết được là cái đau này, cái nóng này, cái nắng này nó không là cái gì so với những cái sự đau khổ, với cái sự nóng bức ở dưới địa ngục. Cảnh dưới địa ngục từ cái tôi mô tả giống như một người trong một ngày mà họ bị tăng 100 cái mũi giáo thì khổ của họ nó không bằng một cái sát na, một chúng sanh ở dưới địa ngục cái gì. Có nghĩa là mỗi một sát na nữa nó bị tăng cả trăm cái ngàn. Cho nên mình lọc xuống dưới rồi là nó khổ, mình khờ, mình không có kịp suy nghĩ gì. Lúc đó mình chỉ cắn răng chịu, nghĩ gì mình sợ. Nếu mình biết là khi mình bỏ cái thân này rồi cái khả năng mình đi xuống rất là cao. Và bây giờ mình không nỗ lực, mình không hành trì, không tinh tấn thì làm sao mình tránh khổ như này phía sau. Rồi sáng sớm những khi mình buồn ngủ mình không thức dậy nữa thì nhớ như thế, cái giờ này bao nhiêu con trâu, bao nhiêu con bò, bao nhiêu con heo bị lùa vô cái đầu, giờ đó bị lùa vô cái đầu để gì? Để có thể tươi sáng tươi đẹp chợ. Và bây giờ mình còn mê mình nằm ngủ đó, rồi cái tới một cái lúc nào đó mình ngủ mình mở mắt ra mình thấy mình nằm ở trong cái chuồng heo là coi như là trễ quá, nó muộn rồi, không còn làm gì. Thì biết cái mê ngủ đó, mình cứ nghĩ là đó bình thường, ai cũng từng ngay cả như bậc thánh A-la-hán
mới biết được cái chuyện mà mình muốn, chứ còn ở dưới là cỡ nào mình muốn mình có thể kiểm soát thường, không có thường thì không có. Bởi vì khi mình mê ngủ là mình gieo cái nhân và xuất sanh. Thuở quá khứ có một vị sanh niên, vị này buồn ngủ ghê, còn nhỏ tuổi mà không phải ngủ. Nếu mà vị này ngủ thì không có chuyện phát sanh bất cứ gì hết, thì thầy của vợ rồi đánh chú sanh niên này kia, chú sanh niên đi ra ngoài cái sân, thì chú là vừa quét mà vừa làm bèn vừa ngủ. Tới hồi mà tối quá rồi thì chú mới nguyện một câu là con bây giờ cái phước nào con làm đó cho đời sau cái khác mình ngủ cho đã. Chú nguyện vậy mà quý vị biết là cái phước là xuất gia đâu phải là phước nhỏ, không nhỏ. Rồi cái phước mà quét sân chùa cũng không phải là phước nhỏ. Rồi xuống cái thời gian chú tu tập cái phước cũng không hề nhỏ. Mà chú nguyện cái phước đó làm sao chú tiếp sau chú tha hồn. Mà quý vị biết là chú sanh làm cái bài rồng, chết rồi sanh làm bài rồng, tha hồn ngủ dưới sông, sông Đi Liên. Thì chú ngủ xuống mấy đời cái phật có được, coi như là đời phật này sanh ra xong rồi nhập diệt rồi thế gian chìm trong đêm tối không ai biết giáo pháp là cái gì hết. Rồi Đức Thế Tôn tiếp theo là xuất hiện ở thế gian, rồi chánh pháp có rồi mất có, cho tới khi mà Bồ Tát mình tôi người Tát mà nguyện là nếu như mà tôi tu tập có thể đưa đến thành quả trái đất thế giới thì tôi Tát cho đưa được xong quý vị nhớ cái câu chuyện không? Yeah. Thì khi cái Tát cho đưa được xong một tòa nhé, nó bắt đầu nó chìm xuống, khi nó chìm xuống nó đụng vô thì cái bát của chư Phật có hư. Thì khi nó chìm xuống nó đụng vô cái bát đó, nó phát ra một tiếng động, thì cái con rồng đó nó tỉnh ngủ. Cái gì mình nó tỉnh, nó nói chà, mới hôm qua có một tông thành Phật, hôm nay có một tông thì cái tính rồi ngủ mà không biết gì được. Cho nên khi mà mình ngủ nhớ cái chuyện của tai nạn này lên. Bởi vì khi mình sinh ra là cái loài sống sanh, cho dù cái loài đó sinh ra dạng thành chánh pháp, những gì cũng muốn tu tu không. Mình đừng có nói là Bồ Tát thì tái sanh là con vật thì họ sẽ tu tập. Mình đừng có nói mình chưa phải là dạng Bồ Tát cái đạt giác mà những cái kiếp chó thôi, mình chưa phải như vậy. Thành ra Bồ Tát là cái dạng đặc biệt. Còn lại đa số chúng sanh khi mà sanh vào cái loại súc sanh là bị sanh lẫn nhân vô kiến, có nghĩa là sanh lẫn nhân mà không có trí tuệ. Cho nên dù có mới phần pháp đi thế nào thì dù có một số đại học có thể không, thần thông có thể biến hiện thành loài người nhưng mà cũng không có trí tuệ, không cách nào tu tập được. Cho nên những cái cảnh giới sau đó nó rất là nhiều nghĩ như vậy nổ được cái tu. Cứ nghĩ là bây giờ mình nam mê mình ngủ như vậy rồi cái lúc mà mình mở mắt ra cái mình nằm ở trong buồng nghe rồi sao ra rồi sao rồi cái lúc mình thành thiền mình tan kim như vậy rồi giờ vào cái gì cũng tự tử mà cái cơ thể này tan nhất mà mình tránh không được ấy, thì làm sao ra. Rồi cái lúc mình thành thiền nó nóng bức, khi mình đi thiền mình đi ở ngoài trời nắng rồi cái mặt đường nhựa thì nó nóng rát như vậy mà mình chịu không nổi đấy. Rồi sau này khi mình xuống dưới địa ngục cái nóng dưới địa ngục rồi sao nghĩ như vậy thì sẽ kích thích lòng tinh tấn của mình. Cái thứ hai là thấy rằng tất cả những thành tựu ở đời đều nhờ vào sự tinh tấn. Tất cả những thành tựu ở đời dù là đời như nào đều có được là nhờ tinh tấn. Vì ở đây ai cũng đi làm, thậm chí có khi mình cũng từng làm chủ, mình cũng từng làm sếp thì, hoặc là mình cũng làm công, ăn lương thì cũng thấy rồi, không có một ai mà gọi là có thể đạt đến cái sự thành công khi mình làm biến. Không có công chủ nào làm biến mà thành công được, trừ khi phước của họ đặc biệt đến cỡ nào đó mà họ ngồi không, họ kẹt ở, họ ăn, họ chơi thì họ cũng giàu, thì cái phước của họ phải lớn cỡ nào họ cũng được. Còn đa phần
chúng ta không đổi được như đó. Chúng ta cứ thấy những cái người giàu có ở trong xã hội, chúng ta nhìn thấy cái sự giàu có của họ có khi mình giám thị rồi mình ngưỡng mộ, nhưng mà đâu có ai thấy được đằng sau cái sự giàu sang của họ, họ đã từng nỗ lực tiếp là không? Có những đêm họ thức trắng, rồi có những lúc họ không thể dành ra được thời gian để chăm lo cho bản thân, chăm lo cho gia đình. Có những người họ quá giàu cho nên là họ chỉ có thể con cái cho tiền nó để rồi nó tự nó sinh hoạt chứ không thể dành thời gian được cho họ. Thì đối với một số người họ thấy họ là những người giàu nhưng mà với chính họ họ biết họ là những người nghèo, bởi vì họ không được thời gian để dành cho mình. Nói như vậy là gì? Tất cả những sự thành công của đời đều có được dựa trên cái sự tinh tấn nỗ lực. Không có ai mà không nỗ lực mà vẫn thành công. Cái người như vậy là họ sống nhờ cái phước của quá khứ, huống chi là đạo. Trong con đường đạo của mình, giáo pháp này là giáo pháp đến từ bản thân, là giáo pháp nỗ lực để hành trì, là giáo pháp để tự mình tiến bộ, chứ không ai tiến bộ gì mình. Đức Phật thương mình, Đức Phật dạy mình tu tập đi đến con đường giải thoát, nhưng mà cái người đi trên con đường đó phải là chính bản thân mình, chứ Đức Phật không thể đi được. Cơm ăn với nó nhìn ai đã thấy được. Phật có thương mình bao nhiêu đi chăng nữa thì Ngài cũng không biết mình giải thoát. Cho nên nếu như mà mình cầu xin tha lực để mà chờ Ngài ban cho mình cái gì đó để mình giác ngộ là mình đã phỉ báng Ngài. Bởi vì nếu như Ngài làm thì cái việc đó Ngài đã làm rồi. Bởi vì sao? Cái sự nỗ lực là sự cố gắng của tự chính bản thân mọi người chứ không ai làm gì. Mọi cái thành tựu ở thế gian có được là nhờ sự tinh tấn. Mọi thành tựu trên con đường giải thoát cũng phải có được nhiều trên sự tinh tấn. Và thứ ba, chúng ta thấy hãy nhìn lại con đường mà mình đi, chúng ta thấy là con đường nào cứu cánh đó. Nhìn lại con đường mình đã đi, con đường nào cứu cánh đó. Đây là con đường mà chư Phật, chư Bồ Tát, chư Đạo Giác, chư Hàng Thánh Tăng đã đi qua. Và đây là con đường mà mình cũng sẽ đi. Khi mà chúng ta đi trên con đường mà ham vui trong các dục thì tự nhiên cái điểm đến của chúng ta chính là sanh tử. Khi mà chúng ta đi trên con đường đưa đến cái sự giải thoát thì cứu cánh của mình chính là cái sự việc đó, chính là niết bàn. Say mê luân chuyển, luân hồi là điểm đến, nỗ lực hành tinh tấn giải thoát là chung về. Khi mà mọi người biết thì chắc chắn là cái kết quả mình đạt được nó phải tương ứng với cái sự người biết. Còn khi mình nỗ lực hành trì thì cái cứu cánh của mình nó cũng sẽ được tương ứng với cái sự nỗ lực đó. Có người họ nỗ lực suốt 25 năm kỳ 100 ngày, cái xương mà họ bỏ ra nhiều nước tu di, cái máu mà họ đổ nhiều nước cho bố mẹ, vô số kiếp vì thương chúng sanh mà chịu khổ, vô số kiếp vì thương chúng sanh mà chịu đau chịu đớn, phải dòng mưa giảm chịu lạnh trong tuyết xưa, chịu nóng cho những cái nắng tươi hè. Tại sao vậy? Vì sự nỗ lực đó họ biết rằng cái sự nỗ lực này sẽ đưa đến cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và họ sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng trả giá trong sự nỗ lực đó bằng chính máu của mình. Vô số kiếp ngày về chúng sanh và ngày diệt oan diệt ức, vô số kiếp ngày về chúng sanh mà ngày đổ máu nhiều nước sông nào nhiều. Và cái độ giác của mặc dù các ngài không tu được 20 a-la-kỳ 100 ngày đại kiếp thì các ngài cũng tu được 2 a-la-kỳ 100 ngày đại kiếp. Một số tín ngưỡng họ mới coi thường vì độc giác, nhưng mà các con biết là đó là cái sự sai lầm. Hành động rất là khó, tự độ
từ bộ không thể chỉ dạy khó đi mất 2 năm tiền trong nhà dạy mới có được một vị độc giác được nói gì thành độc giác rồi đâu ai biết đâu lặng lặng có mặt rồi lặng lặng anh ấy và vì đó cũng phải nỗ lực ghê gớm lắm mới trở thành một vị độc giác rồi những vị đại chúng trong đệ tử của Đức Thế Tôn các ngài phải nỗ lực một cái anh kỳ một trăm ngày phải biết thì các ngài mới trở thành vị đệ nhất kiết của đệ nhất thần rồi có những vị như là ngài Bất Lá thì ngài cũng phải nỗ lực 100 ngày đại kiếp như ngài Sư Lý ngài cũng phải nỗ lực tu tập 100 ngày đại kiếp mình thấy ví dụ như mình thấy ngài Sư Lý ngài giàu có mình thích mình mong sao con mình giàu có như ngài nhiều người phụ nữ mình thờ ngài Sư Lý thờ tài mình không hiểu tại sao vì thờ ngài Sư Lý mà có gì không biết có gì suy nghĩ về sự nỗ lực cố thí của ngài vô số kiếp ngài cho vợ cho con vô số kiếp ngài cho hết tài sản vô số kiếp ngài cho hết quốc độ suốt 100 ngày để biết như vậy ăn xin cái gì cũng cho hết ngài cho mà ngài không sót một cái gì chính vì ngài tu tập cái hạnh xả tài cho nên ngài mới có được cái tài sản của ngài hiểu như vậy hiểu được cái hạnh cố thí của ngài sư tôn thì mình thờ ngài mình mới có phước còn mình thờ ngài mình thờ thần tài mình mong cầu tài lộc nó đến nó tu vào túi của con thì mình đi trầm tường và thật sự cái đó là không phỉ báng ngài thờ ngài phải hiểu hạnh cố thí thờ hạnh cố thí của ngài ngài đã nỗ lực ngày cố thí suốt 100 ngày thì có được rồi thì ngài cứu trong 100 ngày đại kiếp ngài nỗ lực ngài tu tập ngài thường suy nghĩ nhiều về cái việc mang lại ánh sáng cho chúng sanh ngài nghĩ nhiều về cái việc làm sao tăng trưởng cái gọi là cái tuệ nhãn cho chúng sanh cho nên vào thời này ngài mới trở thành một vị đệ nhất của thiên nhãn cho nên quý vị cái nỗ lực nào nó sẽ đạt được cái kết quả tương ứng hành trình nào thì tương ứng với cuộc sống còn cái con đường của vị đang tu tập những cái đề thì quý vị đang những cái con đường của vị đang hành theo đúng cái chánh pháp đó là con đường chư Phật chư Thánh Tăng đã đi qua và chúng ta đang đi trên cái con đường đó thì chúng ta cũng phải là một người nỗ lực hành trì để đạt được cái cuối cánh cuối cùng là cuối cánh giải thoát cho dù quý vị có là người cầu có những cái đạo quả tu đạo quần là đạo quả thấp nhất đi trong cái thiền thì vẫn phải nỗ lực hành trì chứ đừng nói chi là một số vị mong làm sao cho con đạt được quả vị cái hạnh giác thì quý vị càng hành trì các vô số lực này rồi tiếp theo thứ tư là nếu như là một người tu hành thì hãy nghĩ về cái tấm lòng của thí chủ vì sự lợi ích của người cúng dường từ kỳ thứ tư này thì nói về chúng ta là gì vì sao mỗi một miếng cơm mà chỉ ăn dùng cách sử dụng chính bản thân sử dụng đều là nhờ vào cái sự cố thí cúng dường y áo của sư gian mặt cũng là nhờ sự cố thí cúng dường đè đuốc của sư gian sư dụng bà ghế của sư gian sư dụng và cái chùa mà sư gian đã ở tất cả không có gì của sư hết cũng không có gì là của thủ trì cũng không có gì của tăng hết toàn bộ là nhờ vào cái sự cố thí cúng dường của sư gian cho nên sử dụng những cái tài sản thì mình phải tu tập như thế nào đó thì xứng đáng nhận được cái tài sản này. Mình phải tu tập như thế nào đó để mình xài cái tài sản này mà mình không học đủ. Bởi vì khi mình thọ nhận những cái tài sản này mà mình làm vào những cái việc mà tốt xứng. Ví dụ như lấy tiền của quý vị đi chơi bời ở ngoài hoặc là mình làm ăn quán hoặc là mình ăn xong rồi ngủ coi như là mình đi học thì tụng đó coi như là phật tử tới thì tụng kinh còn ăn một xíu rồi xong rồi chui buồn ngủ hoặc là chơi bời cái gì đó coi hết cái bộ để cái bộ khác thì những người như vậy xem là cái gì đã trả lại cái lòng tin của thiên đường còn người có tạo quý thì cái gì
những người phụ nữ, những người thiện nam, những người cư sĩ vì lòng tin để bố thí cúng dường đến thiên tâm, thì mình phải nỗ lực, mình hành trì hoặc là mình làm như thế nào đó để mang lại cái lợi ích cho thiên tâm. Thứ nhất là tôi cho mình, và có ai nữa thì làm lợi ích cho người khác. Nhờ như vậy thì cái tài sản mà mình sử dụng nó mới phong phú. Chứ nếu không thì mình sẽ mắc cái lỗi đó là trả lại lên cái niềm tin. Và trong các chiêu kinh Đức Phật khuyên vì lợi ích cho cái người ví dụ cũng như mỗi một lần một vị tỳ khưu nhận một cái muỗng thức ăn thì cũng nên ăn chuối trong tâm từ của được. Bởi vì sao? Bởi vì nhờ việc mình ăn chuối trong tâm từ thì cái ví dụ ô nhiễm mình cũng như cho mình thì cái phước của họ mới lớn. Mặc dù phật tử người đó là mình bố thí mình không có việc là vị này cao hạ vị này nhỏ hạ vị này trụ trì rồi vị này không tăng hoặc là vị này sa di vị này không cái gì có khi là vị không biết hoặc cái gì không có tăng không biết. Nhưng mà nếu xét về phước mặc dù vị không biết hai người ai giỏi hơn ai nhưng mà khi vị bố thí và bố cái gì bố thí cho cái người mà vị đó đang nỗ lực trụ trì thì cái phước của vị sẽ trổ nó vô số. Còn một vị thiền cư còn nhận cái phần bố thí đó mà mình chui vô bụng mình ngủ mình không tu hành thì thôi thì coi như quý vị cũng có phước nhưng mà cái phước nó nhỏ hơn. Cho nên để tăng cường cái tinh tấn cách chi thì một vị tu tập phải nghĩ đến tấm lòng của chủ, nghĩ đến nó mà nỗ lực tu hành. Giống như thời quá khứ có một lần hai vợ chồng nhà nghèo thì đã phát cúng dường cho một cái vị sư nhưng mà cái vị biết nhà nghèo thì cái đồ ăn cúng nó cũng là cái đồ nó dở ăn cũng không ngon cho nên là vị này phàm thì nó có cái hành động là bỏ đổ bỏ không ăn thì hai vợ chồng sốc nhưng mà không có giống giống như mình là mình nghĩ là bắt đầu quay lưng mình chửi lại hai vợ chồng thì nghĩ là tại vì đồ ăn thì dở quá rồi cái vị này ăn không được thì bỏ đúng rồi cái này mình khó cỡ như mình chịu tham khổ mình ăn cái nổi thôi có ông sư thôi mình ăn ngày ăn có bữa là ăn như vậy còn sao người ta đủ no người ta đủ tập thôi bây giờ mình đoán làm sao đó để mình mua cái đồ ăn mà nó ngon lên để mình cúng dường thì cái gì biết là hai vợ chồng mới đi làm công cho người ta làm 6 tháng rồi cái lúc mà đem cái tiền về lấy cái tiền đó nó cũng nhiều cái đó hoàn thiện lắm nhưng mà kể từ khi thì ông chồng ông thấy một cái vị trí của đang đi qua thì nhìn cái tướng người này thì nhiên phát sinh cái tâm hoan hỷ thì nhiên muốn cũng nhiều đồ ăn của vị này trong người có tiền nhưng mà không có đồ ăn bây giờ nhìn cái tâm của Phật bảo được đi bán thức ngoài sẽ rất là hoan hỷ và bao làm sao mà tiên ăn cùng năm tâm cũng xin phép được đó. Thì khi mà thấy tiên ăn công tác mà được cho người có tiền này nó như là trong trường hợp của ông chồng trong người có tiền nhưng mà không có đồ ăn không phải nghĩ như mình là mình tiện tay không đem tiền bỏ vô bán vì này chỉ kiếm người có thức ăn vì mua lại thì thấy một cái anh mà ảnh mang thức ăn theo chỉ biết đi rừng rồi đi rẫy này nọ có đem đồ ăn thì ông chồng có tới ông mua và bây giờ anh bán cho tôi đồ ăn đi rồi anh cầm số tiền này anh đi nấu đâu đó anh mua lại anh lại cái nào đó cho anh ăn về bán cho tôi thực phẩm đi thì cái anh này á ảnh mới chạy rất cao thì ông chồng cũng bỏ ra mua từ 1 đồng vàng anh tăng lên 10 đồng anh tăng lên 20 đồng thì ông chồng là cũng bỏ ra mua thì anh cũng thấy lạ thì anh cứ tăng giá nữa thì anh chồng không có nói là cũng thiện cái tăng cái quy định của còn có 50 đồng này nếu có hơn nữa tôi cũng cho anh những cái quy định còn cái đây là cái anh không bán nên tôi cũng chịu chết là tôi không có cho tôi không có bỏ ra thêm nhiều hơn nữa đó tại vì tôi còn cái đây tiền thôi thì anh này anh mới tham thôi thì cũng được lấy 50 đồng tiền nhà rồi cho anh này một cái phần thực phẩm thì anh chồng nó đem cái phần thực phẩm này
đem cúng dường cái vị quỳ cái một ca thị để sanh được cái tâm hoan hỷ khi bị cúng dường mua đồ để trả giá, thậm chí người ta bắt mắt cho mình mà mình cũng chấp nhận được mua cái phước người ta tưởng nhiều hơn nữa. Chứ còn mình cũng có cái đầu mình trả giá, mình làm phước mình còn cái lòng trả giá là tự nhiên là cái phước của mình là nó trả giá thôi. Cho nên một câu chuyện mà mình nhìn ra được rất nhiều vấn đề. Thành ra cái anh chồng đã phát cho cái vị trí luôn thì thấy mình ăn, ông chồng hoan hỉ ghê lắm. Thì sau khi mình ăn xong rồi á, ông nói tỉ tê ông kể là ngày cái phần mà con cũng dùng cho ngài, con phải ở đỡ chồng con cho người ta 6 tháng trời. Rồi bây giờ con đi qua cái nhà bây giờ cũng dùng xong con hoan hỉ quá. Thì ông chị nghe đó thì chị một con sơ nghe rồi người ta làm con đưa 6 tháng trời em mất cái số tiền đó người ta cho ăn gì mở bút cho một tuần sau về vậy cái tiền bỏ ra. Chứ bây giờ nghĩ cái tấm lòng của cái anh này, cái nên lời này không tận lòng, không tận lòng tiêu quá cái thực phẩm đó mà không mang lại cái gì hết thì nó nghĩ là bây giờ làm sao để cho ba mẹ có phước, làm sao cho thực phẩm mà anh này cũng dường nó có phước, thì để nó vào một cái ngôi chùa xin ở lại và xin cái chỗ lại vì nỗ lực hành thì trong suốt 7 ngày. Sau 7 ngày thì chúng ta cũng quả A La Hán. Sau khi chúng ta quả A La Hán thì ngài mới xin thỉnh truyền đọc chư tăng lại cái đó là thưa với huynh đệ, giờ bây giờ tôi chúng ta đọc quả A La Hán, nếu như mà các huynh đệ mà có nghi ngờ thì xin mời các huynh đệ là kiểm tra. Thì vì biết hồi xưa A La Hán nói hiến thì có hiến nhưng mà không phải không có ai hát được có nhiều thì các vị đó mới có thể kiểm chứng là vị này đúng thì chúng ta đầu A La Hán là vị này nói tôi chứng được quả A La Hán là nhờ cái thực phẩm của một cái anh thí chủ anh cũng dường cho tôi mà nhờ thực phẩm đó nuôi sinh mạng cho tôi để tôi tu tập trong suốt 7 ngày tôi chứng được quả A La Hán. Nhưng mà bây giờ tu xong rồi cái đắc rồi tôi cũng biết là cái tu thọ của một người ấy cho nên xin chúng ta đọc kinh là bây giờ tôi muốn những cái thân này nó sẽ không thể di chuyển được cho tới khi nào đúng cho anh chồng này đúng cái anh bố thí cho tôi ấy anh mới đụng vô thì lúc đó cơ thể tôi mới di chuyển được sau đó thì đi rồi và lạ một điều là cái về cái quan tài của vị A La Hán không có ai biết được ta đụng ta di chuyển không được thì cái chuyện nó lạ nó mới đổ lên tới cái tai vua. Thì ông vua mới tới đấy sau khi mà biết được câu chuyện ra lệnh cho cả vua tìm cho ra được cái anh chàng đó. Thì khi mà tìm tới đấy thì anh chàng mới nhìn vô cái xác của họ ở đúng rồi thân đó là cũng có đặt bát cái điều cho cái ông sư này có pháp tuấn thì lạ thì chỉ cần anh em tuấn nhẹ một cái coi là tự nhiên là cái hồn khi tuấn nhẹ hơn rồi hỏa tán là bình thường thì cái vua nó hoan hỉ là ba thủ và từ đó anh ấy trở thành một tay đại gia tha hồ đổi cuộc sống của chúng tôi nói như vậy cái gì thế một vị địa phương mà đúng nghĩa vì nó phải thường xuyên suy xét đến cái tấm lòng của vị thí chủ mà làm sao đó để cho những cái sự cố tiến dường của họ được ăn được cái phương pháp đó phải nhỉ. Rồi tiếp theo điểm thứ năm là nhớ đến cái sự vĩ đại của bậc đạo sư ngài luôn ra đời tinh tấn và sự thành tựu của chánh pháp chỉ có ở người thành trì. Thì vừa rồi quý vị học Pali cái bài bài đọc về nhà mới về buổi sáng hôm nay quý vị lúc đầu tiên và hôm qua buổi trước nó được trước đi xin đọc thì sẽ rất là cảm động. Nà, cái câu anh ê đạo mạng sa văn bát sa dù đi vòng sắc phẩm bát sa
pháp sống của xa trẻ ảnh của nó là ngày những pháp sống của tân lý. Cho nên hy vọng khi tôi về tâm hạ đường, tâm hạ đường khi tôi về thì sức phẩm pháp xá sống của xa trẻ ảnh của nó là ngày những pháp sống của tân lý. Điều ý đồng, đọc có lên những gì thì tự nhiên người có cảm giác y những phẩm đang nói với lại những cái lần cảm giác là lạ luôn. Cứ tổng nói như thế nào này các vị, ta không thấy một pháp nào khác nữa mà cái pháp đó dẫn đến chánh pháp bị tiêu hoại như là cái sự dễ vui. Sự dễ vui này các vị luôn sẽ dẫn đến chánh pháp bị tiêu hoại. Rồi cái cơn nghèo cũng đang cái cơn vui là ê các ông mong đến đi xa mãi với bác sản dù ê mong sắc thầm bác xá thì đi già ta sầm hồ xà giá ta nằm ta quá ta là những bác sầm của ta tí cho hay cầm cái cơn vui không áo bà đồ áo bà bà đồ cái cơn vui sắc thầm bác xá thì đi già ta sầm hồ xà giá ta nằm ta quá ta là những bác sầm của ta tí tí này là việc ta không thấy một pháp nào mà pháp đó dẫn đến chánh pháp được bền vững không bị đi hoại, không bị đi mất như là cái sự nỗ lực không có diễn này thì theo chính sự không diễn luôn nó khiến cho chân pháp được bền vững không bị đi hoại, không bị đi mất thì gì khi mà mình nỗ lực hành trì là mình là một con người giữ gìn chân pháp bảo vệ. Bởi vì cái pháp mình đã trôi qua với 2600 năm rồi. Nếu như mà mình đầu từ nỗ lực thành trì cái phước mình còn có một phước nữa là mình là một người thừa từ chánh pháp, là một người giữ gìn chánh pháp. Còn nếu như mình là một người dễ vui thôi thì hôm nay tôi ngồi thiền một tiếng, ngày mai mình khỏi họ nghỉ nữa thì không sao, hoặc là mình nghĩ là thôi hôm nay ngồi 5-10 phút được rồi, hôm nay nóng quá không khổ một tiền, hôm nay lạnh quá không khổ một tiền, hôm nay buồn ngủ quá không khổ một tiền, một biểu hiện hôm nay no quá không khổ no, tối quá không khổ no, hoặc mình nghĩ bất kỳ lý do gì bị bận quá không khổ tiền, thì khi mình nghĩ có lòng mình nghĩ như vậy mà mình trở nên dễ vui, có được dễ vui, có thường mình có thường cái việc mình làm thiền thì mình mang cái lỗi đó là mình góp phần làm cái chánh pháp bị tiêu vong. Không phải là phật chụp cái mũ, chụp nguyên cái mũ to tùng ở vô người đó không phải, mà mình cần phải nhận thấy mỗi một người trong số chúng ta có một cái trách nhiệm duy trì mặt của chánh pháp, và mỗi một người trong số chúng ta có trách nhiệm trong cái việc chánh pháp bị tiêu hoại, có trách nhiệm. Giống như mình là người ở nước Việt Nam thì đất nước Việt Nam mình thịnh như suy là một phần trách nhiệm của mình. Giải thích nhà là bà không có phải là giải thích nhà có tầm bà, mà giải thích nhà thì nghe là bà họ phải đứng lên. Cũng vậy khi mà chánh pháp suy vong, mình là người có trách nhiệm duy trì chánh pháp, và nếu như mình không duy trì chánh pháp mà mình để cho sự dễ vui, để cho sự lười biếng của mình nó chế ngự, thì mình sẽ chịu trách nhiệm trong cái việc chánh pháp bị tiêu hoại. Để sau này nhìn đối vào lịch sử mình thấy chánh pháp gì vô màn đêm, khi chánh pháp không còn ai biết tới được, mình cũng là một người góp phần trong đó, thì phải nói là tệ. Và đức Phật nói như thế nào này, cái con đường này ta đã tạo nên, hãy là người nối tiếp nó, chớ là người tối hậu sau ta. Có nghĩa là mình từng là người cuối cùng nói dòng chánh pháp, sau mình không còn ai biết tới chánh pháp nữa, nó buồn. Cho nên phải nỗ lực hành trì, đau đớn thì vẫn phải nỗ lực, nóng bức rồi phải nỗ lực, đau lạnh khó khăn kham khổ bất kỳ cái điều kiện gì vẫn phải nỗ lực để hành trì. Đó mới là cái cách để mình đền ơn chư Phật. Và điều thứ sáu là nghĩ đến cái tài sản của chánh pháp, mình nghĩ là cái tài sản vô giá này không
người là biết mà làm gì, là rồi sẽ đến lúc những câu kinh nó trở nên xa và người ta thích nghe những cái địa lý câu họ, rồi sẽ đến lúc Đức Phật trở thành một cái bến cao xa và người ta thích nghe của thầy của tổ, rồi sẽ đến lúc người ta thích theo những tục lệ thế gian hơn là nghe theo những gì nên từ từ đã thông minh hết. Cái tài sản của đế pháp sẽ rơi vào tay những kẻ lười biếng, lười biếng họ lười biếng học kinh, lười biếng học luật, kinh điển có đó thì họ lười biếng học học, tại vì họ thấy kinh điển cái chuyện gì nó vô khan quá, họ mở ra mà thấy gì đó cái quyển mà cái gì có vài chữ không thì họ bắt đầu họ lười biếng. Thì khi mà đế pháp mà rơi vào tay những là kẻ mà lười biếng như vậy thì họ tập hợp chuyển sang thích cái gì, họ thích nghe về, họ thích nghe hát, bắt đầu họ học phổ thơ, học phổ nhạc, rồi họ ca, họ hát những cái bài hát, họ sau này họ nói về những bài hát về đạo Phật, họ hát như vậy trên nóc tòa, họ hát như vậy trên những cái lúc mà lẽ ra dành cái thời gian để tu tập, thì phải nói như vậy mình là cái người đẩy cái pháp vào trong cái đêm tối. Cái này không phải là do sự nghĩa đâu, cái này là những phần đóng trong cái bài kinh cái chút trong bài kinh án cá cái chút trong này. Cái phần đóng ngày xưa có một cái làng gọi là án cá và có một cái trống tên là trống án cá, trống rất là lớn và mỗi lần người ta triệu tập trên làng có những cái buổi lễ gì đó thì người ta sử dụng cái trống này, nhưng mà dần dần cái nan trống nó bắt đầu nó mục, rồi người ta thay bằng cái nan trống mới cho tới cuối cùng nó trở thành một cái trống hoàn toàn mới mà người ta vẫn gọi là trống án cá. Cũng vậy giáo pháp của Như Lai, người ta dần dần người ta quên lại, người ta lười biếng không có chuyện tụng đọc, không có chuyện xem xét nghĩa kinh điển, mà người ta thích nghe những câu về của họ, những câu hát của thế gian, dần dần được thay thế cho những kinh bản nguyên thủy, và cái con đường tu tập đến đưa đến sự giải thoát người ta quên hết, người ta không để ý được, người ta mở kinh ra y là mở một cái câu thần chú mà đọc không hiểu, và người ta chuyển qua chủ những cái bài viết sách vở của những cái hàng hậu học, rồi nào thơ nào ca dao nào tục ngữ nào về nào hò nào cái bài hát mà thích gì đó và cũng gõ đó là đâu thì như vậy ổn. Chúng ta phải ý thức được mình không thể để cái tài sản của chánh pháp rơi vào tay những kẻ lười biếng. Nói như vậy không có nghĩa là điên dừng lại phải, mà nghĩa là sao? Mình phải là một người tinh tấn. Bởi vì khi mình tinh tấn như vậy, mình là những người thừa tự chánh pháp, mình là những người gìn giữ chánh pháp. Khi một người tinh tấn, quy hành thiền, tự người khác nhìn vô sẽ biết kiểu gì là những người tinh tấn. Rồi vào lúc cần thiết, ví dụ như quý vị là những người đại tu sĩ, khi gia đình có những người gặp cái việc khó khăn, khi con cái quý vị gặp cái việc khó khăn, khi bạn bè gặp cái việc khó khăn, quý vị có thể căn cứ trên kinh điển để quý vị hướng dẫn họ đúng như chánh pháp. Rồi trong những lúc mà mình gặp cái sóng gió trong cuộc đời, mình có thể dùng kinh điển là cái nơi nương tựa cho chính mình, dùng cái năng lực hành trì làm cái nơi nương tựa cho chính mình, mà mình không phải nương nhờ một thầy một bà nữa. Đó là để chánh pháp không rơi vào tay những cái gì kẻ người biết, cái này không phải người ta, không có nhìn cho người ta, nhìn cho mình. Nếu như mình là người lười biếng thì là mình đang để pháp rơi vào tay những kẻ lười biếng như mình, chứ đừng có nghĩ là mình đang nói với cái người một người nào đó ở một đâu đó. Một người nói pháp không phải là một người đi công kích kẻ khác và hướng dẫn người ta xoay về chúng mình. Đừng để mình là một kẻ thừa hưởng gia tài của chánh pháp mà mình lại một kẻ tuân sư. Rồi như vậy là để đối diện để hôn trọng ấy, thì bằng cách hướng tâm đến ánh sáng
là thay đổi quan niệm. Quý vị biết là có những lúc ngồi ở trên cái điện mà nghe tham dự cái buổi lễ mà nó ê a nó kéo dài tiếng đồng hồ chút xíu buồn ngủ, họ để cái phật tử dưới điện lên chút xíu ngủ được thì kỳ quá. Thì sư có một cách thay đổi là điện vô chỗ sáng, chỗ sáng như nào gì ở đây ra thì ở ngoài trước sân cái gì mình thấy thì nắng, mình nhìn vô ánh nắng đó. Ví dụ như mình ra cái đầu thì mình sáng, mình điện sáng sáng sáng, còn mình nhìn vô chỗ nào có một cánh cũng là cái điện sáng thì mình điện cánh 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 cánh. Thì bây giờ mình ra cái đầu cái sáng cánh thì nó rất thuận lợi, bởi vì trong những lúc mình buồn ngủ mình có thể tập trung vào một cái sinh ra trong thời điểm, thì như vậy sẽ vượt qua cái cơn buồn ngủ. Nhưng mà có những lúc mình ngồi đó chỉ hết đầu rồi, cứ cày buộc lên thì xuống, buộc lên thì xuống, chơi đó nghe không mà cứ cày buộc từ từ, thì bây giờ cái gì làm một cách khác đổi mà gì thì nó còn thứ gì. Cho nên cái giờ thì mà rất sáng sớm, ví dụ như là sáng 4 giờ ở chùa đánh chuông, thì cái giờ đó mà sư cho ngồi thiền, sư không bao giờ sư cho người ta ngồi, không gì cho ngồi thiền, sư cấm ngồi thiền. Tại giờ đó mà ngồi thiền anh chỉ là ngủ một cách hợp lệ thôi, lúc đó anh chỉ có ngủ một trăm, đừng có nói ngồi thiền lúc đó anh còn ngủ. Thế nên là phải đi thiền, giờ đó là giờ đi thiền, không bao giờ ngồi thiền. Mà sư thấy rất lấy làm lạ, rất nhiều nơi từ thiền viện cho đến chùa không hiểu sao giờ đó mà cho thiền sinh mà ngồi thiền. Cho nên cái giờ đó mà ngồi là tức liền vô nhập với ngủ thiền, rồi ngồi thiền ngủ. Rồi cái buổi tối mà đầu đà cũng vậy, giấc 12 giờ sư cả kêu là sư thôi hướng dẫn mọi người ngồi thiền đi, chứ nó không được, không được sư ơi. Giờ này cho ta ngồi thiền ta ngủ luôn, giờ giờ 12 giờ ngay thì không ngồi thiền, cho nên là cho họ đi thiền. Thành ra rộng vừa rồi mới có ví dụ mà để cho quý vị đi nhiễu phật tạo, thì nhiễu phật là tăng trưởng niềm tin đúng, nhưng mà ngoài ra còn cách nữa là để cho quý vị khổ một cuộc. Cho nên cái cách tối trị để phục vụ nó có nhiều cách. Nếu mình ngồi thì có thể tiếp tục dạy là mình có thể là mình nhìn vô ánh sáng, ví dụ như buổi tối mình nhìn lên mặt trăng, hoặc nhìn lên cái vì sao, nhìn vô đèn cái ánh sáng. Rồi có thể là mình xoa tóc, xoa đầu, rồi mình xoa mặt, rồi mình bóp chân bóp tay để cho nó tỉnh táo được. Rồi nếu như mà những cái cách đó không được nữa đó, thì mình đứng dậy đi, thay đổi quan niệm là không có ngồi với nó nữa. Chứ còn mình đã ngủ chỉ hết nọ rồi mình vẫn cứ tiếp tục ngồi là chắc chắn là ngủ. Thật ra khi hành thiền đừng có sợ ngủ, tại vì mình có cách điều chuyển, chỉ có lạ chỗ là nhiều nơi thì họ thích hành thiền tập thể. Rồi cái hồi mình đứng dậy đi thì các bạn đặt tòa thì sư thấy nên như vậy không nên. Khi hành thiền có người thích học ngồi, có người thích học đi, mình không nên là quy định là ngồi mà hết không ai thì đứng dậy đi. Rồi có những người học ngủ thì mình phải cho họ cái cơ hội để họ thay đổi quan niệm, để họ thoát khỏi cái sự buồn ngủ. Đó là một điều thứ hai, hành thiền đúng là như vậy. Xưa giờ sư chưa thấy trong kinh điển mà có ghi chuyện hành thiền là phải ngồi chung tập thể, mà không toàn bộ ngồi cùng một chút, đứng cùng một chút, đi cùng một chút, mà không có ai mà được cứu giúp phục tử lại, thì sư chưa thấy một chuyện nào hết. Rồi tiếp theo điều 8 là tránh xa những kẻ người biết. Thì người Việt Nam mình có câu gần một thì đen, gần đèn thì sáng. Cho nên mình khi mình gần cái người mà mình biết là tự nhiên họ sẽ bày đủ lý do để cho mình không phải làm. Ví dụ như mình rủ họ đi học, rủ học đạo, rồi nó không bao giờ có một chuyện này có một chuyện kia, lúc hôm nay cũng mở, lúc cũng ngủ, hôm nay cũng buồn ngủ, hôm nay cũng bị đau tim, hôm nay cũng bị khó thở rồi. Coi như
như là nghĩ con đi được với anh đi mình đủ lần hay lần mà mình cứ để cho họ gần gũi mình ấy, là từ từ mình thấy như cũng có lý, không hay mệt thôi, tim mình nó cũng buồn thì thôi nó nghỉ, hôm nay mình cũng nghỉ luôn, thôi coi như nay nghỉ bữa không sao, rồi là từ từ mình kéo cho mình nghỉ luôn. Hoặc là khi mà mình hành thiền cũng vậy, mình hành mà mình thấy mình hành thiền từ một tiếng hai tiếng đồng hồ mà cái bạn mà hành thiền chung với mình nó chui cái kiếm chỗ cũ, lúc đầu còn khó chịu, mình còn khó chịu đó. Nhưng mà sau này mình thấy bắt đầu cái hồn mình buồn ngủ á, mình nghĩ nó ngủ không sao, nó ngủ không sao, ai đâu cả, nó mệt quá ngủ tí, ai đâu nói. Và chuyện này thì sẽ thấy rất nhiều trong những khóa thiền. Những khóa thiền có những lúc mà người ta lên, người ta hành thiền, người ta đi thiền thì có một số người mệt quá, vô vui vô. Rồi những người khác họ nhìn vào ban đầu họ có chuyện nhưng mà sau này họ cũng trở thành thành viên trong đó luôn, có nghĩa là sao? Họ bị ảnh hưởng, bị ảnh hưởng. Thứ nhất là cái lười, cái buồn ngủ. Ví dụ mình nghe nói cái ngáp, cái gì có người ngáp là tự nhiên họ lại ngáp theo đi. Thì có những thứ đó nó là một cái bệnh truyền nhiễm. Cho nên mình là một người tu tập tinh tấn thì mình cần phải tránh xa cái người bị nhiễm. Và thứ chín thì tôi như là ngược lại là mình gần gũi những người siêng năng. Nhiều lúc thì cũng buồn ngủ cái gì, lúc mình cũng không hành thiền thì nào đã tâm sư thì cũng có những lúc mình lười hành thiền, nhưng mà thấy mấy sư bạn đi qua để mà đi lên trên cái chỗ đi lên cái điện hành thiền ấy, hết thì mình đi qua là tự nhiên là mình nhộn thôi. Ok, bây giờ sáng sớm thì lúc cái trời là tiếng lạnh mà ở Berlin thử cái lạnh Đà Lạt mà sáng sớm ngủ nó ngon ghê, cái ngủ nước nó ngon ghê mà mình thấy thôi mấy vị khác đi lên thì thôi mình cũng ráng thôi kệ đắp đi vô đi lên cái gì ngọt gì rồi những lúc mình ngồi thiền hành thiền muốn nghỉ sớm muốn về sớm thì tới là ai cũng hành thiền ai cũng trách nhiệm á, có thể bây giờ mình làm khác người ta cũng tiền con vẫn tiếp tục hành thiền. Cho nên gần gũi với người sinh rất là có lợi, nỗ lực sắp tới là không, nhưng mà sư thì sư có cái tập về khi sư nhắc nhở ai đó, ví dụ như là nhắc đi học thiền chung hoặc nhắc ngủ dậy hoặc là nhắc là đi học chung mà những thứ đại loại vậy, nhắc nhở thứ nhất lần hai lần sau không nghe. Cho nên là ví dụ như mà cái người mà lười ở thì cái sư thì thôi sư nhắc lần hai lần sư bỏ lơ. Tuy nhiên thì cái gì tốt thì học, cái xấu thì học. Mai mốt một gì gặp cái người mà họ là biến mà nhắc nhở được họ thì vẫn nhắc nhở, nhưng mà nếu như mình nhắc nhở họ mà thấy họ không có hoan hỉ thì thôi không lý được, không để ý nó. Nhưng mà nếu như mình thấy là họ còn có sự chuyển biến từ từ thì nỗ lực giúp đỡ nhau cùng nhau tu. Và thứ 10 là ôn lại bốn chánh cần. Ôn lại cái chánh cần là sao? Có ai nói sư cái chánh cần là cái gì? Nhà sư, cái chánh cần là những điều kiện như phát sinh để tại thành cho phát sinh và phát khởi. Những điều kiện đã sinh khởi thì làm cho nó chuyển tên. Những điều khác chưa phát sinh thì đừng để sinh khởi. Và những điều khác đã phát sinh thì phải làm cho nó tận diệt. Những cái mà định nghĩa mà mình đã học rồi mà chúng ta nhớ lại thì nó lợi cho là bởi vì sao? Bởi vì một lần sau khi mình nhắc lại mình nhớ ngay và mình có thể mình ứng dụng cái gì, và cũng lợi cho vị pháp sư là mình có không phải dạy lại. Thì mình thấy là khi mình tu tập tứ chánh cần nó rất là mạnh. Là sao? Có những cái gì mình cứ suy xét bây giờ mình đang lười biếng thì cái lười này nè
là thiện hay bất thiện? Nó là bất thiện. Nó bất thiện thì nó dẫn đến khổ hay dẫn đến vui? Dẫn đến khổ, chắc chắn nó sẽ dẫn đến khổ. Như vậy thì mình phải nỗ lực làm sao để em biết bất thiện bằng cách nào? Nỗ lực tin đến bất thiện. Khi mà nói cái siêu mà không nhắc đến thứ chính cần là chắc chắn là biết. Nhưng cái siêu không thì không đủ. Thứ chính cần thì nó mới là chính xác. Có nghĩa là sao? Thấy cái gì thì mình làm là tăng trưởng, chưa có là phải có và là tăng trưởng. Còn cái gì tốt thiện thì nếu như nó không có mà đừng làm cho nó có, mà nếu nó có rồi ráng làm sao cái gì thì nó cũng gọi là tinh thần, gọi là siêng năng, gọi là nỗ lực. Và điều thứ 11 là thường xuyên nghĩ về sự tinh tấn, có thể luôn luôn đặt nó trong tâm, chúng ta cũng nghĩ về sự nỗ lực làm việc để mình ráng, mình nỗ lực, mình tu tập. Quý vị biết là những khi trời mưa như vậy, Đức Thế Tôn vẫn giữ cái thói quen như thế này. Trời mưa tất khóc như vậy, Đức Thế Tôn vẫn giữ thói quen như thế này. Ngài còn rồi thì Ngài đâu cần gì Ngài đi kinh hành, Ngài phải làm thiền chi. Nhưng mà Ngài là để như vậy, để Ngài làm gương cho mọi người, làm gương cho những người khác, để những người khác ngay cả Đức Thế Tôn vẫn nỗ lực hành thiền, thì mình là cái gì mà mình thường biết. Cho nên cái sự tinh tấn là cái điều không thể thiếu khi mà quý vị tu tập, nhất là trong cái công việc thiền định. Thì bài pháp thứ hai thì mình là học tại đây thôi. Nhiều quý vị chắc là mọi người idam me punyang a
asavakaya vaham hotu idam me punyam nibbanasa pacayo hotu mamam punyam pagam sabba sattanam dhima sadhu sadhu sadhu.